ca khúc mà Ngọc Phước chọn để kể câu chuyện của mình ngày hôm nay rất nổi tiếng, được sáng tác bởi nhạc sĩ Trần Tiến. Và ca khúc này đã có hai phiên bản cực kỳ thành công, được thể hiện bởi diva Trần Thu Hà và danh ca Phi Nhung. Liệu rằng câu chuyện của Ngọc Phước thể hiện ngày hôm nay có khiến cho hai phiên bản trước ngỡ ngàng và hoảng hốt hay không? Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện của Ngọc Phước được thể hiện qua ca khúc Chuyện Tình Thảo Nguyên. Chút u leo leo hù leo hù leo. Em vui như chim hót trên cao nguyên bao la, em như con suối xanh trong hù leo hù leo hù leo. Dù từ ngày em đến đám chăn bò vui sao, chút 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 u leo leo hù leo hù leo. Tao hát tiếng nào? Tao có hát cái đó không? Sao đánh tao hoài vậy? Dễ ăn tiền lắm hả? Tao đá tụi mày bây giờ đi vô chưa? Đi vô chưa? Lý không? Hòa ơi! Hòa ơi! Đây 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 đây, mày đi ra đi. Không bao giờ mà hả mày hả giúp tao được gì hết trơn. Giúp nào? Vậy? Đi làm á thì đi vô lấy dụng cụ đàng hoàng, cứ đi ra múa mai quay cuồng ngoài để bắt tao khiêng cho mày hả? Mày rảnh mày khiêng đi. Mệt ghê á. Lần này mà đãi không ra vàng là tao đập vô đầu mày chứ tao không đập đá đâu nha. Mày kỳ quá, tao nói đi cái bên con suối bên kia mày không chịu. Suối bên đây ổn định hơn. Ổn gì mà ổn, đập bao nhiêu lần có thấy cái vàng nào đâu. Không có vàng tại mày xui. Còn nói nữa. Nói gì? Xui là xui sao? Tự nhiên xui là tự nhiên đổ ra cho tao. Nè, mày đập như vậy làm sao mày ra vàng? Mày bị điên hả? Tao nói mày là mày về mày đổi tên mày đi. Cái tên nó giận vô cái người, hiểu không? Xui lắm. Mắc gì cái tên tao mà giận vô cái người của tao. Hờ Hoa, trong bản mình á, người ta có hờ hen đi ê. 13 tuổi, gia đình người ta bắt lấy chồng, người ta không lấy chồng, bây giờ người ta làm hoa hậu. Còn mày, mày là cái gì? Hờ Hoa ni lông. Nghe rất là nhựa, không có phát triển cái đường hướng lên được, hiểu không? Mày mắc cười quá, giờ đặt tên vậy thì phải theo thôi, chứ có muốn đâu. Phải đổi. Có ý gì không đổi à, tao có cái tên này tao đổi cho mày một cái cuộc đời mày bừng sáng luôn. Bừng nha. Bay đã luôn. Đập đá mà bay luôn. Đúng. Tên gì vậy? Hờ Anita. Khí nó nhẹ lắm, nó bay đã đời luôn. Ờ cũng được á. Chịu không? Để về tao nói với má tao đổi là Hờ Anita, là cuộc sống mình đổi đời luôn. Đúng hay rồi đó. Ê. Gì? Không mấy mày đổi tên mày luôn. Đổi gì? Cái tao tin tao thấy tên bình thường quá. Bờ Hước, Bờ Hước. Không. Ừ? Lại đây. Má tao đã nói tao rồi, tao không phải là Bờ Hước. Chứ gì? Tao là Bờ Hước. Tên tao là sự bùng nổ đó. Bờ Hước. Đúng rồi. Tên mày nghe đau đớn quá. Thiệt trời, tội nghiệp má tao lắm á. Gì tội nghiệp? Lúc má tao đẻ tao ra, cái bụng làm cái dạ má tao đau. Mà ba tao không muốn cái bụng làm cái dạ má tao đau, cho nên á ba tao quyết định cho má tao ngậm thuốc. Nhưng mà ngậm thuốc má tao không hết, cho nên ba tao cho má tao ngậm củ sen. Thì sao, có gì đâu, thì ngậm là hết hả? Đúng rồi, ngậm là mát trong người là hết rồi. Mày không bao giờ mà tập trung được hết trơn, đi làm bên này cảm kia, không bao giờ đập đá có được miếng nào đâu, có miếng vàng nào đâu. Ủa khoan. Gì? Hôm nay tao nói ra tao làm cái gì nè, tức quá. Tao nhớ rồi, tao có hẹn rồi. Hôm nay tao có hẹn với người yêu. Mày làm gì có người yêu mày hẹn? Có, tao có người yêu mà. Anh làng bên á. Làng bên? Thiệt, đứng đây đợi người yêu. Thiệt. Ủa con này sao ta, làm gì có người yêu mà nó nói với có người yêu trời. Thiệt mà. Trời ơi, hồi hộp. Bà Hước ơi. Giang An ơi. Giang An ơi. Không hết hồn. Mà Vàng An quá à. Vàng An có biết hả? Vàng An bắt người ta đứng ở đây đợi lâu lắm không? Vàng An biết chứ sao không. Nhưng mà tại vì cái bụng của Vàng An cũng nhớ Phù Hước lắm. Phải đi qua mấy cái đồi, mấy cái bản, mấy cái làng mới tới đây gặp Phù Hước được đó. Trời ơi, tôi nghe mấy cô khác nói á, là ở trên đỉnh thác có một cái bông hoa rất là đẹp. Cái bông hoa đó tượng trưng cái tình yêu đích thực. Nếu như mà Vàng An yêu Phù Hước á, Vàng An phải hái cái bông hoa đó cho Phù Hước. Thôi, Vàng An yêu Phù Hước là cái đó là cái bụng của Vàng An yêu Phù Hước thiệt mà. Không, yêu nói bằng lời đâu có được, yêu phải có chứng minh chứ.
Không được, nhưng mà cái thác cao lắm, sao leo lên được? Bây giờ Vàng An không leo đúng không? Phước Hước kêu người khác leo lên lấy rồi cưới người Phước Hước về luôn nha. Yêu mà khó quá, thiệt á. Đó, đi lấy đi, hái cái bông hoa đó về á. Thì trong ngày cưới của tụi mình á, Phước Hước là người đẹp nhất, là bông hoa đẹp nhất cái núi rừng này. Gì Phước Hước? Tôi yêu Phước Hước, tôi sẽ làm tất cả. Đúng. Đúng rồi Vàng An, chạy đi Vàng An, chạy đi lấy cái bông hoa đi Vàng An. Nhanh lên, chạy đi. Phước muốn á, Phước Hước là người con gái đẹp nhất cái núi rừng này. Khi mà Phước Hước có cái bông hoa đó rồi, không có ai, không ai đẹp bằng Phước Hước hết. Tình yêu đích thực là như vậy đó. Vàng An leo lên đi Vàng An. Leo nhanh lên Vàng An. Hái đi. Phước Hước ơi, Vàng An hái được một bông hoa rồi. Vàng An ơi, Vàng An ơi, Vàng An ơi, Vàng An đâu rồi, Vàng An ơi. Phước Hước có được cái bông rồi, Phước Hước cầm được cái bông rồi Vàng An ơi. Phước Hước sẽ là bông hoa đẹp nhất núi rừng này. Không ai trong cái bản làng này đẹp hơn Phước Hước hết. Phước Hước là người có tình yêu đích thực. Nhưng mà Phước Hước không có Vàng An. Phước Hước không có Vàng An. Em không có cần bông nữa, em không có cần tình yêu đích thực, em không có cần người con gái đẹp nhất cái bản này, em chỉ cần anh thôi. Vàng An ơi, em xin lỗi anh, em chỉ cần anh thôi. Vàng An ơi, Vàng An ơi, em xin lỗi anh mà. Thả lỗi mà, diễn khóc gì vậy? Ê, hả? Bình thường mày đi chơi với tao, mày không có cài bông. Ôi là trời, thiệt á, người yêu của tao. Người yêu tao nói... Oh hello, có người yêu hả? Tao đâu có thích đâu. Người yêu tao nói hả, gắn cái bông này lên mới chứng tỏ là tình yêu đích thực. Trời ơi, tao có thích đâu mà gắn mấy cái này không biết. Ủa em. Ủa anh. Người yêu tao. Người yêu tao mà. Vàng An người yêu tao. Vì người yêu mày, mấy thằng chuốc á, té trên núi xuống lăn cái vô nhà tao luôn. Cái tao cứu xong tao hỏi, ủa nhà cửa đâu, tên tuổi gì, không biết nhớ gì trơn. Thôi vớt luôn cho rồi. Ủa gì vậy? Tình yêu đích thực của tao mà. Gì vậy? Ủa leo, leo. Ủa leo. Thưa quý vị, đó là chuyện tình đầy nghiệt ngã của Ngọc Phước trên Thảo Nguyên. Một tràng vỗ tay nữa được không ạ? Cái bài của bé Phước á, nó có màu sắc tươi trẻ. Nhưng mà em có thấy là đường dây tâm lý nhân vật của em nó không có liền mạch không? Em với Dương Thanh Vàng bước ra người yêu, chỉ mấy hai đứa yêu nhau. Người coi như này người ta cảm giác bị gãy á bé Phước. Nó không có liền mạch cảm xúc. Cái bài hát đó nó không có phục vụ gì cho cái tiểu phẩm này của em hết. Người trong nghề coi sẽ hiểu, nhưng khán giả coi sẽ không hiểu. Hôm nay em giảm duyên dáng hơn mọi ngày. Và chị lại phải chờ đợi Phước ở tiểu phẩm sau rồi. Con đủ bản lãnh để con trụ. Thầy hy vọng là bài sau con phải rà lại, đừng bị chủ quan. Thầy có cảm giác giống như là dội vàng trong cái tiết mục này. Dạ. Thôi mình rút kinh nghiệm nha con nha. Đối với chị, kịch bản nó cũng khá là thú vị. Nếu như mà lúc hoa tới một cái hành động kịch nhẹ thôi, em đang ngủ hay là em đang bị trong cái cơn mơ hồ hay cái gì đó, là tự nhiên khán giả sẽ hiểu ra là à, đó là giấc mơ của ngày cũ. Em bị thất lạc người yêu. Hy vọng lần sau em sẽ cố gắng nhiều hơn. Cảm ơn em. Anh Lên thấy được cái sự mà gọi là bương thoại của hai đứa. Ví dụ nhiều bương hả chị? Bương thoại, tức là phát sinh trên rảnh trên đó luôn. Càng càng quét. Rồi Dương Thanh Vàng xuất hiện, rồi leo hai ba bước, leo giả trân, leo lên rồi quên a té xuống, rồi lúc em đau khổ em khóc, không ai tin luôn. Cái trời ơi, nó chạy nó té giả trân vậy mà đau khổ khóc ai tin. Nói chung là kể thôi. Nếu mà có thời gian tập luyện thì anh nghĩ nó rất là hay, nhưng mà đây là cuộc thi, hy vọng sẽ tập nhiều hơn ha Phước ha. Dạ. Cảm ơn em. Thì chị không nói nhiều, chị cũng không chê, cũng không khen ngày hôm nay, mà là chị làm thơ chị tặng em nữa được không? Dạ được. À, vậy ha. Ngọc Phước, tên một diễn viên,
cô ấy tham dự Việt Xuyên lần này. Diễn xuất thì rất là lầy, những tưởng đông đầy nhưng vẫn bị lưng. Được chưa? Dạ. Cố gắng nha, cố gắng lần sau cho chị cảm xúc đông đầy giữa Hà và Bi. Nhưng dù sao vẫn cảm ơn em với hai cái tuyến đó. Vậy thôi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Anh Tú ơi, có kinh nghiệm gì chia sẻ với Ngọc Phước không? Ngày hôm nay chúc mừng Phước. Anh thích cái sự sáng tạo của em là em chọn một cái lối đi mới. Ngày hôm nay ban giám khảo ở đây ai cũng bận đồ miền Tây, ngay cả tất cả những kịch bản trước đó cũng là nói về miền Tây, mà em chọn lên miền núi. Có nghĩa là em đã có sự sáng tạo mà lên núi thì nó khó lắm em. Em phải chuẩn bị hành trang nhiều hơn, như một phượt thủ. Anh với em cùng diễn chung sân khấu, có thể là thầy và chị cũng chưa thấy được cái khả năng diễn bi kịch, diễn chính kịch của em. Thì anh hy vọng là ở tiết mục sau em sẽ lôi cái đó ra để chứng minh được là cái sự kỳ vọng của thầy và chị Oanh cũng như là tất cả ban giám khảo, quý vị khán giả dành cho em. Dạ. Dạ. Ngọc Phước ơi, vòng sau là tổng điểm để mà loại rồi. Hy vọng, à không hy vọng nữa, mà Ngọc Phước phải cố gắng để vòng sau mình bình tĩnh hơn, thăng hoa hơn và nhiều tiếng cười hơn. Chúc mừng phần thi của Ngọc Phước.